600 năm qua lịch sử vẫn còn ghi người hai lần khai quốc và ý nghĩa tên của người là ngọn lửa sáng ngời nguyện di người anh hùng người con nghi lòng ta giảng danh trang sử vang dân tộc cuộc đời người là ngọn lửa sáng ngàn đời tướng tướng quân uy phong bao khí thiêng lam sơn trăm trận lập công bao nhiêu gian nan hiểm nguy nguyên sĩ vẫn luôn trung trình quyết chí đánh tan quân Minh đất nước vui giải phóng non nước trong khai hoàn dồn vang câu ca bình ngô đại ca đem loan toàn đồn ban vương bao ra san nhân dân tôn vinh người ca thái uy thái sư lưu danh nguyên sĩ tâm cương trung quân sắc dân muôn đời sau hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao bình ngô khai quốc tình nam trung thương hồn nhiên như chiều như thanh gươm mới tua nở mặt trời mà nâng lên cao công nguyện xi xanh cùng trời sao thiên thu tỏa sáng tiếng lam sơn trăm trận lập công bao nhiêu gian nan hiểm nguy nguyên sĩ vẫn luôn trung trinh quyết chí đánh tan quân Minh đất nước vui giải phóng non nước trong khai hoàn dồn vang câu ca bình ngô đại cao vang dội non sông đại thần bốn triều vua dẹp loạn bọn đồn ban vương vàng giang sáng nhân dân tôn vinh người ca thái uy thái sư lưu danh nguyên sĩ tâm cương trung quân sáng sáng muôn đời sau hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao bình ngô khai quốc tình nam trung hương hồn nhiên như ngọc trắng khoe tươi nghiêm mặt ở chiều như thanh gươm mới tua đỡ mặt trời mà nâng lên cao công nguyên xi xanh cùng trời sao thiên thu tỏa sáng công nguyên xi xanh cùng trời sao.